Nhận định bóng đá Manchester United với Everton. 3 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2021, vòng 22 ngoại hạng Anh. Tiếp đà hưng phấn sau trận hủy diệt đối thủ ở vòng đấu trước, Quỷ Đỏ sẽ chạm trán đối thủ khá khó chịu là Everton. Tuy nhiên, nếu thi đấu đúng phong độ, chiến thắng là điều được dự báo với họ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau những trận thi đấu thăng hoa, đội khách bất ngờ tụt dốc thảm hại. Everton lúc này đã bật bãi khỏi top 6, 33 điểm sau 19 vòng đấu khiến họ đang tạm đứng ở vị trí thứ 8 nhưng còn 2 trận chưa thi đấu. 5 vòng đấu gần nhất họ chỉ có 2 chiến thắng để thua 2 và hòa 1. Phong độ thiếu ổn định là nguyên nhân khiến họ bị đối thủ hạ gục. Làm khách của bầy Quỷ Đỏ lúc này quả thật là bài toán nan giải với họ, đặc biệt là trong thời điểm phong độ của họ phập phù như thế này. Bên kia chiến tuyến, Manchester United vừa làm cú sốc cho người hâm mộ khi đè bẹp đối thủ 9 bàn không gỡ ngay trên sân nhà. Lúc này họ đang bằng điểm với đội đầu bảng với 44 điểm nhưng họ thi đấu nhiều hơn 2 trận. Phong độ gần đây của họ cũng tương đối ổn định khi có 2 chiến thắng 2 trận hòa và để thua 1. Cơ hội trong cuộc đua vô địch vẫn còn với họ, vì thế họ sẽ không bỏ lỡ, nhất là thời điểm đang hưng phấn như này. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về chủ nhà khi họ thắng 4 hòa 3 trong 8 lần hai bên đụng độ. Chọn Manchester United là hợp lý. Soi kèo tài xỉu Manchester United với Everton. 5 vòng đấu gần nhất chủ nhà đã ghi tới 20 bàn thắng, một con số kỷ lục. Hàng công của họ cũng đang rực sáng với 36 bàn, trở thành đội có hàng công mạnh nhất giải. Những trận gần đây của đội khách cũng có từ 2 bàn trở lên. Vì vậy theo chuyên gia soi kèo, chọn tài là cửa dễ ăn. Chọn tài, dự đoán tỷ số Manchester United với Everton 3-1.